Thưa quý vị, Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện Tân Thạnh khóa 9 nhiệm kỳ 2019-2024 vừa tổ chức kiện toàn nhân sự Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện và chức danh lãnh đạo Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện khóa 9 nhiệm kỳ 2019-2024. Hội nghị tổ chức hiệp thương cho thôi ủy viên Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện và miễn nhiệm chức danh Phó Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện Tân Thạnh khóa 9 nhiệm kỳ 2019-2024 đối với ông Nguyễn Xuân Tươi hiệp thương cho thôi ủy viên ủy ban mặt trận tổ quốc việt nam quyện đối với ông nguyễn giang quang ủy viên ủy ban mặt trận tổ quốc việt nam quyện nguyên chủ tịch ủy ban mặt trận tổ quốc việt nam xã bắc hòa và ông nguyễn giang dính ủy viên ủy ban mặt trận tổ quốc việt nam quyện nguyên chủ tịch ủy ban mặt trận tổ quốc việt nam xã nhật hòa lý do chuyển công tác khác Đồng thời, hiệp thương bầu bổ sung ông Võ Minh Dương, quyện Ủy Chiên, bí thư đảng ủy xã Tân Quà, ông Lê Hồng Điệp, chủ tịch Ủy ban mặt trận Tổ quốc Việt Nam xã Bắc hòa ông Trần Ngọc Biên, chủ tịch Ủy ban mặt trận Tổ quốc Việt Nam xã Nhân Quà, giao Ủy Chiên Ủy ban mặt trận Tổ quốc Việt Nam quyện Khóa 9, nhiệm kỳ 2019-2024. Hiệp thương bổ sung ông Võ Minh Dương, huyện Ủy Chiên, bí thư đảng ủy xã Tân Quà, giao băng thường trực và giữ chức danh phó chủ tịch Ủy ban mặt trận Tổ quốc Việt Nam quyện Khóa 9, nhiệm kỳ 2019-2024.